Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên thực hiện kỹ thuật nút mạch hóa chất điều trị u gan. Hải Dương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện. Mô hình trồng hoa dân vận tại huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Bắc Ninh thả 1,3 vạn cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam khai trương quầy hàng từ thiện. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Thực hiện luật hợp tác xã năm 2012, đến nay trên địa bàn tỉnh Nam Định đã hình thành và phát triển được một số hợp tác xã chuyên ngành, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Mô hình hợp tác xã chuyên ngành đã và đang tạo động lực để tạo đột phá trong khai thác tối đa lợi thế của mỗi địa phương. Hầu hết các hợp tác xã chuyên ngành sau khi thành lập, theo luật hợp tác xã năm 2012, hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung vào từng lĩnh vực nông nghiệp và thường lựa chọn một số loại sản phẩm chính như trồng rau sạch, nấm, dược liệu, hoa và cây cảnh, chăn nuôi, nuôi thủy sản, đánh bắt cá. Tiêu biểu là hợp tác xã nấm Linh Phát, xã Hải Chính, hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Sơn Nam, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, hợp tác xã cựu chiến binh Vạn Xuân Trường, xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, hợp tác xã thủy sản Tây Chùa, xã Yên Trung, huyện Ý Yên. Mặc dù số lượng các hợp tác xã chuyên ngành thành lập mới và hoạt động đúng theo luật còn ít, chưa có nhiều thành viên tham gia, quy mô nhỏ, cơ sở vật chất còn thiếu, chính sách hỗ trợ chưa nhiều, nhưng đã và đang góp phần tích cực trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Sau hơn một năm triển khai đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật nhất là đã thực hiện tốt công tác tích tụ, chuyển đổi ruộng đất để xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân. Tính đến hết năm 2017, toàn huyện Yên Mô đã chuyển đổi được 546 hectare diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang các mô hình canh tác mới. Các cây trồng, con nuôi thực hiện trong các mô hình đang sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, canh tác ở địa phương, sản phẩm tiêu thụ thuận lợi. Bình quân giá trị thu nhập trên 1 hectare canh tác ước đạt 116 triệu đồng một năm, tăng 9,7 triệu đồng so với năm 2016. Tốc độ tăng trưởng nông lâm thủy sản đạt 2,19%, thu nhập bình quân toàn huyện đạt 32 triệu đồng một người một năm. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cái chủ trương của tỉnh, của huyện về cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mà cụ thể là đi vào cái tuyên truyền cho cán bộ hội viên ở dưới người ta nắm được cái nội dung của cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nó là cái gì. Thế ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tập trung là thực hiện một số cái hoạt động của hội hỗ trợ cho nông dân, ví dụ như chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo cho nông dân vay vốn. Thời gian tới, Yên Mô sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, vận động các hộ không có nhu cầu sử dụng đất cho thuê hoặc chuyển nhượng cho các hộ có vốn, lao động, kỹ thuật, kinh nghiệm để tổ chức sản xuất hàng hóa tập trung nhằm khai thác tối ưu tiềm năng, lợi thế của từng vùng, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện giai đoạn 2016-2020. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong quý 1 năm 2018 tương đối ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Giá thịt gia súc, gia cầm không biến động, chăn nuôi lợn có xu hướng cầm chừng do giá thịt lợn dao động ở mức 30 đến 35.000 đồng một kg. Với giá như vậy, người chăn nuôi vẫn bị thua lỗ. Chăn nuôi bò sữa của tỉnh phát triển mạnh, tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2018, toàn tỉnh có trên 3.000 con, tăng hơn 400 con so với cùng kỳ của năm 2017. Công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm tiếp tục tăng cường và duy trì trong quý 1. Chi cục thú y tỉnh kết hợp với các trạm thú y huyện, thành phố đã thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Mặt khác, hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh khử trùng, tiêu độc chuồng trại cho các hộ chăn nuôi. Được thành lập từ năm 2017, Hợp tác xã Dịch vụ Chăn nuôi Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều biện pháp giúp hội viên chăn nuôi an toàn, tiêu thụ sản phẩm thuận lợi. Hợp tác xã Dịch vụ Chăn nuôi Đức Thắng hiện có 16 thành viên, chủ yếu chăn nuôi lợn với số lượng từ 100 đến 300 con một hộ một lứa. Để giúp các xã viên chăn nuôi thuận lợi, Hợp tác xã đã đẩy mạnh các hoạt động như cung ứng các giống vật nuôi đảm bảo chất lượng, hỗ trợ các hộ về kỹ thuật chăn nuôi lợn sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp,
kiểm soát dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Phương Thủy, mỗi tháng cung ứng khoảng 15 tấn thịt lợn sạch và các sản phẩm từ thịt lợn đảm bảo an toàn thực phẩm ra thị trường. Tuy mới tham gia hợp tác xã từ tháng 12 năm 2017, nhưng đến nay một số hộ như ông Chiến, ông Lượng, ông Triều, ông Thông đã xuất bán thuận lợi tới 17 đến 20 tấn lợn sạch một hộ, mang lại doanh thu từ 500 đến 600 triệu đồng. Mới đây tại xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, Chi cục Thủy sản tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tuyên truyền ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thả cá sống bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Với mục đích bổ sung nguồn lợi thủy sản nhằm góp phần phục hồi và phát triển đa dạng hóa các loài thủy sản trong các thủy vực tự nhiên, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác bảo vệ, tái tạo, duy trì và phát triển nguồn lợi thủy sản. Trong đợt thả cá này, đã có hơn 1,3 vạn con cá sống các loại được thả bổ sung ra môi trường tự nhiên trên sông Đuống. Số cá sống thả bổ sung lần này khỏe mạnh, được chọn mua những trại sống có uy tín. Hiện nay toàn tỉnh có 5.250 ha nuôi trồng thủy sản, tổng sản lượng thủy sản đạt 37.515 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 36.265 tấn, sản lượng khai thác đạt 1.250 tấn một năm. Năng suất thủy sản bình quân đạt 6,1 tấn trên 1 ha, sản xuất con giống đạt 235 triệu con các loại. Đặc biệt trong 3 năm gần đây, nghề nuôi cá lồng trên sông phát triển mạnh với trên 1.600 lồng cá nuôi. Năng suất đạt từ 4 đến 6 tấn lồng trên một năm. Đây là năm thứ 5 tỉnh Bắc Ninh thả cá sống bổ sung ra môi trường, góp phần phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Để tái tạo hiệu quả và bảo vệ an toàn nguồn lợi thủy sản tự nhiên, ngoài ý thức người dân còn đòi hỏi sự vào cuộc của các ngành chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn, xử lý những hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường, xử phạt những trường hợp khai thác triệt tiêu nguồn lợi thủy sản nhằm trả lại môi trường sống cho các loài thủy sinh, tái tạo bền vững nguồn tài nguyên này. Thưa quý vị và các bạn, với điều kiện thời tiết khắc nghiệt cực đoan, cộng với môi trường ô nhiễm và dịch bệnh ngày càng nhiều như hiện nay, thì nuôi tôm theo phương pháp truyền thống không còn phù hợp. Bởi vậy, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm đang được nhiều hộ tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thủy triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả cao, hứa hẹn mở ra hướng đi mới cho ngành nuôi tôm của tỉnh Thái Bình. Anh Nguyễn Xuân Sứ, xã Thái Thượng, huyện Thái Thủy có 10 ao nuôi tôm với diện tích trên 10.000 m². Trước kia một năm anh Sứ chỉ nuôi được 2 vụ tôm, riêng mùa đông không nuôi được vì trời rét, dù biết thời điểm này giá tôm rất cao. Bởi vậy, 2 năm trước, anh Sứ đầu tư 400 triệu đồng để xây dựng 4 ao nuôi tôm nhà bạt. Lợi thế của ao nuôi tôm nhà bạt là có thể nuôi thả tôm quanh năm. Bởi vậy, mỗi năm anh Sứ nuôi thả được 4 vụ tôm, nuôi trong cả điều kiện mùa đông giá rét, giá trị thu về cao gấp từ 3 đến 4 lần so với nuôi truyền thống. Khi mình nuôi mùa cuối năm và đầu năm khi mùa đông, thì con tôm nó lại là một trái vụ. Thì trái vụ đấy thì được cái giá thành trên thị trường, cái giá thành đấy nó rất là cao, ít nhất là gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với lại cái chính mùa của nó. Nếu như trước kia để ao nuôi ít dịch bệnh thì các hộ phải đầu tư trên 100 triệu cho một ao để tráng bê tông. Cách đầu tư này vừa đắt mà hiệu quả không cao, vì cốt bờ ao kém nên chỉ được 1 đến 2 năm thì tường bê tông nứt sụt lún, sẽ tạo điều kiện cho các dòng vi khuẩn, khí độc trong đất xâm nhập vào ao, khiến con tôm bị bệnh và chậm phát triển. Bởi vậy nhiều hộ đã chọn giải pháp khác, đó là đầu tư bạt mềm lót quanh ao. Với phương pháp này, mỗi ao nuôi tôm chỉ tốn khoảng 20 triệu đồng nhưng có thể sử dụng từ 5 đến 6 năm. Dù các mô hình nuôi tôm công nghệ cao này vẫn chưa được nhiều hộ dân áp dụng vì chi phí cao và đòi hỏi tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên đây sẽ là hướng đi mới mang tính bền vững cho ngành nuôi tôm Thái Bình. Để làm được việc này thì đòi hỏi nỗ lực của các ngành địa phương trong tuyên truyền vận động người dân dần từ bỏ tập quán nuôi tôm truyền thống sang nuôi tôm công nghệ cao. Cùng với đó là giải quyết khó khăn cho các hộ nuôi trong vay vốn phát triển sản xuất. Có như vậy, ngành nuôi tôm của tỉnh mới thực sự phát triển, trở thành ngành trọng điểm trong phát triển kinh tế ven biển của tỉnh Thái Bình giai đoạn tới. Xác định công tác tiêm phòng vaccine cho đàn vật nuôi nhằm phòng chống ngăn ngừa các loại dịch bệnh, tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi phát triển. Từ ngày 20 tháng 3 đến nay, việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi đã và đang được các địa phương trong tỉnh Hải Dương đẩy mạnh. Hiện nay toàn tỉnh có tổng đàn lợn ước đạt trên 500.000 con, đàn trâu bò gần 25.000 con và đàn gia cầm ước đạt hơn 10 triệu con. Để góp phần cùng với các trang trại, gia trại thực hiện tiêm phòng vụ xuân năm 2018 đạt kết quả cao, Chi cục Thú y tỉnh đã cấp gần 1 triệu liều vaccine cho các địa phương phục vụ tiêm phòng vụ xuân. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã tiêm phòng dịch tả lợn được hơn 300.000 liều,
phòng bệnh tụ dấu lợn trên 200.000 liều và phòng bệnh tụ huyết trùng cho trâu bò gần 7.000 liều. Tiêm vaccine phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi là một trong những biện pháp phòng chống dịch bệnh hữu hiệu nhất. Để bảo vệ đàn vật nuôi, bảo vệ thành quả sản xuất cho người dân, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng theo đúng kế hoạch, đạt chất lượng. Ngoài tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi theo định kỳ, cần coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển gia súc gia cầm vào địa bàn, đặc biệt khi người chăn nuôi bổ sung đàn phải tiến hành tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và kịp thời. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam khai trương quầy hàng từ thiện cho và nhận. Đây là quầy hàng từ thiện do công ty trách nhiệm hạn Bình Minh tài trợ về cơ sở vật chất, các nhà hảo tâm và hội viên phụ nữ góp sức ủng hộ tiền mặt, quần áo để phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đến nhận với phương châm ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận. Tại buổi khai trương, chị Nguyễn Thị Tình, hội viên phụ nữ phố Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Đồng Văn đã tặng quà cho hội viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền 18 triệu đồng, trong đó 5 triệu để gây quỹ, còn lại là tiền mặt. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống và cũng là mô hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình tổ chức hội thi vở sạch chữ đẹp và các sản phẩm tiêu biểu. Hội thi đã thu hút sự tham gia của các trường tiểu học trên địa bàn huyện Kiến Sương. Nhiều sản phẩm được trình bày khéo léo, khoa học, thể hiện sự sáng tạo, tính sư phạm thẩm mỹ và tinh tế của giáo viên và các em học sinh. Hầu hết các sản phẩm đều được chế tạo từ nguyên vật liệu sẵn có, dễ kiếm hoặc tận dụng các vật liệu đã qua sử dụng, thiết kế với hình thức đẹp, có tác dụng hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên trong công tác giảng dạy, cũng như giúp học sinh tiếp thu bài nhanh hơn khi học ở trường. Từ hội thi này cho thấy, so với phương pháp truyền thống, phương pháp mới phát huy khả năng sáng tạo của học sinh để các em không chỉ bộc lộ năng khiếu mà còn rèn kỹ năng thuyết trình và kỹ năng làm việc nhóm. Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh tổ chức hội thi Hùng biện tiếng Anh lần thứ 5 dành cho học sinh cấp trung học cơ sở năm học 2017-2018. Tham gia hội thi có 24 học sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ 21 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Mỗi thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi gồm giới thiệu về bản thân, gia đình, trường học, hùng biện một chủ đề theo quy định và trả lời câu hỏi của ban giám khảo xoay quanh chủ đề đã hùng biện. Tổng thời gian cho cả 3 phần thi không quá 10 phút. Với nền tảng kiến thức được tích lũy trong quá trình học tập cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng chu đáo, các thí sinh đều tự tin thể hiện khả năng nghe nói giao tiếp bằng tiếng Anh và hoàn thành xuất sắc nội dung thi theo yêu cầu của ban tổ chức. Qua 5 lần tổ chức, hội thi hùng biện tiếng Anh đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em học sinh được giao lưu học hỏi, trau dồi kiến thức bằng tiếng Anh vào thực tiễn cuộc sống, từ đó phát triển khả năng nghe, nói và nâng cao sự tự tin, mạnh dạn khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Đây còn là dịp để các trường trung học cơ sở trao đổi kinh nghiệm, phương pháp để mạnh phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh. Góp phần thực hiện tốt nghị quyết số 35 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về tăng cường dạy ngoại ngữ cho học sinh thành phố giai đoạn 2015-2020. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba, 9 giải khuyến khích, 1 giải phong cách và 1 giải nói tiếng Anh hay nhất cho các thí sinh. Hội đồng đội huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tổ chức hội thi giáo viên làm tổng phụ trách đội tỏi năm học 2017-2018. Các thí sinh của 24 trường tiểu học trên địa bàn huyện tham dự 4 nội dung gồm báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm, ứng dụng về lĩnh vực công tác đội và phong trào thiếu nhi, thi kiểm tra về kiến thức và kỹ năng thi viết theo hình thức tự luận, thi thực hành kỹ năng nghiệp vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi. Phần thi năng khiếu, các thí sinh được lựa chọn một nội dung thuộc lĩnh vực nghệ thuật, đàn, hát, múa, ngâm thơ, vẽ tranh. Hội thi giáo viên tổng phụ trách đội giỏi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách đội, từ đó đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên làm công tác này, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới công tác đội và phong trào thiếu nhi trong các nhà trường. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định phối hợp với Hội đồng Anh Việt Nam tổ chức phát chứng chỉ cho 160 giáo viên dạy tiếng Anh. Nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Nam Định,
từ năm 2015 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Hội đồng Anh đã tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn hóa cho 300 giáo viên các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trong năm 2017, 160 giáo viên đã tham gia chương trình khóa học theo cách tiếp cận giảng dạy thành công, gồm 60 giờ học trong 10 tuần. Trong khóa học, Hội đồng Anh đã đến một số cơ sở giáo dục khảo sát thực trạng dạy và học tiếng Anh của giáo viên và học sinh, dự giờ tại 8 trường trung học cơ sở để đánh giá những chuyển biến của giáo viên sau khi tham gia khóa tập huấn. Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên đã thực hiện thành công kỹ thuật nút mạch hóa chất điều trị u gan cho bệnh nhân thứ 12 trong gần một năm trở lại đây. Bệnh nhân Nguyễn Đức Hiền, 76 tuổi, ở Hùng An, Kim Động, bị ung thư gan giai đoạn tiến triển, có hai khối u ở gan phải kích thước 45 x 55mm. Ekip thực hiện kỹ thuật này toàn bộ là bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Dưới sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp của bác sĩ Đào Danh Vĩnh, khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai, những ca trước đây bác sĩ Vĩnh phải trực tiếp thực hiện kỹ thuật thì đến nay chỉ quan sát để các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tự làm. Như nhận định của bác sĩ Vĩnh, các bác sĩ của Hưng Yên đã có thể thao tác thuần thục và hoạt động này giúp cho các bệnh nhân bị ung thư gan có thể điều trị ngay tại tỉnh mà không phải lên tuyến trên, đỡ cho người bệnh rất nhiều tiền bạc, công sức và thời gian. Hiện tại thì bác sĩ ở đây phải làm được thì tôi cứ để ông ở đây. Yên tâm thì chắc cũng nó cũng phải yên tâm, và bác sĩ khuyên như thế thì mình cứ tin tưởng thôi, tin tưởng bác sĩ. Thuận lợi để đi lại mình gần nhà, đấy, trên kia thì xa là không có người. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên có đầy đủ trang thiết bị hiện đại như các bệnh viện tuyến trung ương. Thêm nữa, khi bệnh nhân điều trị tại tuyến tỉnh sẽ được bảo hiểm chi trả 100%, đỡ tốn kém, giảm gánh nặng cho gia đình bệnh nhân. Kỹ thuật nút mạch hóa chất này còn được áp dụng với những ca vỡ tạng nặng, các u xơ tử cung, u tuyến tiền liệt, hạn chế việc phải thực hiện phẫu thuật. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, bên cạnh nguy cơ bị các đối tượng xấu thường xuyên rình rập, gây rối, mất trật tự, cò mồi trộm cắp tài sản, thời gian gần đây, những vụ hành hung bác sĩ, nhân viên y tế, truy sát bệnh nhân tại các cơ sở y tế đang gia tăng. Chính vì vậy, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên môn, việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn bệnh viện cũng luôn được các cơ sở y tế quan tâm, ghi nhận tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương. Tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương, thời gian gần đây cũng đã xảy ra nhiều vụ gây rối trật tự. Đối tượng quá khích đe dọa hành hung cán bộ y tế và tình trạng trộm cắp đồ của người bệnh cũng xảy ra. Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho bệnh viện và bệnh nhân là nhiệm vụ cần thực hiện song hành với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nên bệnh viện này đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại và lực lượng chức năng xây dựng mô hình cơ quan đơn vị đảm bảo an ninh trật tự. Bệnh viện cũng thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm cho cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, hoàn thiện các chuẩn mực ứng xử, giảm thiểu xung đột đáng tiếc xảy ra trong khuôn viên bệnh viện. Song song với các biện pháp xây dựng mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự tại mỗi cơ sở y tế theo đề án xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự của Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc đảm bảo trật tự an toàn tại các bệnh viện, cơ sở y tế không chỉ là nhiệm vụ riêng của một lực lượng, một đơn vị chức năng nào mà cần có sự vào cuộc của toàn xã hội, chung tay tạo môi trường an toàn, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Xuất phát từ thực tế hiện nay là đã có đường bê tông sạch sẽ nhưng cảnh quan chưa đẹp. Sau đó, Ban dân vận huyện ủy Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo khối dân vận các xã, thị trấn triển khai mô hình dân vận khéo, tuyến đường cây xanh, đường hoa. Về xã nông thôn mới Ninh Giang, hai bên tuyến đường bê tông đã được trồng hoa, cây xanh. Để có những tuyến đường sạch đẹp này, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là khối dân vận của xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp hoa, cây xanh. Đến nay, toàn xã đã trồng được trên 6 km đường hoa, 4 km đường cây xanh. Chúng tôi đã chỉ đạo và phát động các chi hội và huy động phát động hội viên, tuyên truyền cho hội viên, cán bộ hội viên và nhân dân thì tổ chức là trồng hoa hai bên đường, giữ cảnh quan làng thôn xóm xanh sạch đẹp. Thì đến tại thời điểm này thì đã trồng được là 2,6 km đường hoa chiều tím. Từ mô hình của khối dân vận, các ngành, đoàn thể, nhân dân trong xã tích cực trồng hoa, cây tại gia đình, đặc biệt là có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường để xã nông thôn mới luôn xanh, sạch, đẹp. Ban dân vận huyện ủy Hoa Lư chỉ đạo khối dân vận các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đảm nhận một nội dung phần việc cụ thể,
phù hợp, góp phần giúp xã nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào việc xây dựng mô hình đường cây, đường hoa dân vận kiểu mẫu. Chủ trương này đã được các địa phương hưởng ứng, đăng ký tham gia, góp phần tạo cảnh đẹp đường làng ngõ xóm. Nhiều người dân đã tích cực đóng góp kinh phí, công sức thực hiện mô hình, từ đó tạo nền tảng ý thức tự giác của người dân trong xây dựng nông thôn mới từ những việc làm thiết thực. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.